đầu tiên các bạn mở trình duyệt Google Chrome lên, sau đó các bạn truy cập vào trang www.youtube.com. Bước 2. Tiếp theo các bạn nhấn vào cái hình đại diện avatar kênh YouTube của các bạn ở trên góc trên bên tay phải, sau đó các bạn chọn vào dòng kênh của bạn. Thì các bạn thấy kênh này chưa có hiển thị số người đăng ký kênh. Bước 3, bây giờ Phương Quốc Anh sẽ nhấn vào cái hình đại diện avatar kênh YouTube một lần nữa, sau đó các bạn chọn vào dòng YouTube Studio. Nó ra giao diện như thế này. Bước 4, tiếp theo các bạn nhấn vào cài đặt setting, biểu tượng hình cái bánh răng cưa ở đây, nó ra cái bảng cài đặt setting. Bước 5, tiếp theo các bạn nhấn vào phần kênh, trong cái bảng cài đặt setting, nó ra như thế này. Kế tiếp các bạn nhấn vào cái tab cài đặt nâng cao. Bước 6, kế tiếp các bạn kéo cái thanh trượt xuống dưới. Rồi các bạn nhìn thấy cái phần số người đăng ký. Tiếp theo các bạn đánh dấu tích ở dòng hiển thị số người đã đăng ký kênh của tôi. Rồi các bạn nhấn vào nút lưu. YouTube Studio nó thông báo đã lưu chế độ cài đặt. Bước 7, bây giờ các bạn nhấn vào cái hình đại diện avatar kênh của bạn. Các bạn di con trỏ chuột đến hình avatar, nó có dòng chữ là xem kênh trên YouTube. Các bạn nhấn vào đây để kiểm tra. Các bạn thấy bây giờ cái kênh YouTube của Khương Quốc Anh đã hiển thị số người đăng ký kênh lên thành công. Vậy là xong rồi. Khương Quốc Anh Studio chúc các bạn thành công. Khương Quốc Anh Studio xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.